Ngọc Nữ xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón xem chương trình Điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 16 tháng 2 năm 2023 trên báo Tây Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Tạo động lực để trí thức tận hiến với quốc gia dân tộc Quyền Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm lực lượng cảnh vệ Thẩm định quy hoạch thủy lợi và phòng chống thiên tai Việt Nam lọt tới quốc gia du lịch tiết kiệm nhất Đông Nam Á Ngày 16 tháng 2 tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng nhà nước tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023. Dự hội nghị có ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xây dựng nền khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc phát biểu khai mạc bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa nêu rõ cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo văn hóa văn nghệ ghi nhận tôn vinh những cống hiến đóng góp của đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Tại cuộc gặp mặt với tinh thần chân thành sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu là những trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình. Bày tỏ vui mừng gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân quý mão 2023 thường trực ban bí thư võ văn thưởng khẳng định đội ngũ trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ nước nhà có vai trò quan trọng có ý nghĩa then chốt với vận mệnh và tương lai của dân tộc đề nghị các nhà khoa học trí thức văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm tận hiến với quốc gia dân tộc vì một nước việt nam cường thịnh phồn vinh và hạnh phúc Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ 16 tháng 2 năm 1953, 16 tháng 2 năm 2023 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Nhân dịp này, lực lượng cảnh vệ vinh dự được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Đến dự buổi lễ có quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương và khách quốc tế. Cảnh vệ Công an nhân dân là lực lượng vũ trang đặc biệt được thành lập trong kháng chiến chống thực dân Pháp, được giao nhiệm vụ rất vinh dự trực tiếp bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các cơ quan trọng yếu của Đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, các sự kiện đặc biệt quan trọng do Đảng nhà nước tổ chức trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, được đảng Bác Hồ sáng lập, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, được sự phối hợp hiệp đồng của các cấp, các ngành và an ninh cảnh vệ các nước bạn, lực lượng cảnh vệ công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với đảng, tổ quốc và nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhiệt liệt biểu dương những chiến công và thành tích công lao to lớn mà lực lượng cảnh vệ đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Ghi nhận sự cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt quan trọng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trong suốt 70 năm qua, đảng nhà nước đã tăng thưởng một huân chương sao vàng, năm huân chương Hồ Chí Minh và hai lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập hôm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Ngày 16 tháng 2 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là quy hoạch ngành quốc gia Lần đầu tiên được thực hiện nhằm giải quyết mục tiêu bảo đảm tưới, cấp nước, tiêu thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển thượng nguồn các lưu vực sông. So với trước đây, nội dung quy hoạch đã tính toán cập nhật các dự báo về nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn tác động của các hoạt động khai thác nguồn nước phát triển kinh tế xã hội tại thường nguồn các lưu vực sông quốc tế và nội tại, kế thừa các cơ sở khoa học, kết quả nghiên cứu của các tổ chức trong nước quốc tế liên quan đến các vấn đề lớn phức tạp tại từng vùng. Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch khoảng 471.000 tỷ đồng cho các giải pháp công trình lớn liên tỉnh và khoảng 203.000 tỷ đồng cho 3 chương trình cấp nước sạch nông thôn, cấp nước sinh hoạt sản xuất trên các đảo đông dân cư, phát triển hệ thống hồ chứa nhỏ, phân tán để tạo nguồn cấp nước phó thủ tướng trần lưu quang lưu ý nhiều ý kiến rất có giá trị được nêu tại cuộc họp này đơn vị soạn thảo cần tiếp thu đầy đủ chọn lọc để bổ sung vào quy hoạch theo nguyên tắc có tính dự báo tính định hướng có thứ tự ưu tiên phó thủ tướng trần lưu quang lưu ý các nội dung đưa vào quy hoạch cần rõ ràng tránh trường hợp có thể hiểu theo nhiều cách Trang Travel Apart đã chia sẻ về du lịch Đông Nam Á và 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất cho những du khách Mỹ muốn tiết kiệm, trong đó có Việt Nam. Theo trang này, trong khi châu Âu và vùng Caribe đắt đỏ không còn là lựa chọn cho nhiều du khách có ngân sách hạn hẹp, thì Đông Nam Á vẫn là một điểm đến có chi phí hợp lý với mức chi tiêu không quá đắt đỏ. Việt Nam là một trong 4 điểm đến có giá cả hợp lý nhất. Theo trang Travel Apart, nếu như du khách muốn có cảm giác như đang bước vào một câu chuyện cầu tích, hãy đến thăm những vùng quê của Việt Nam. Là nơi có một số cảnh quan ấn tượng nhất ở Đông Nam Á, du khách chắc chắn sẽ mang về nhà những bức ảnh đáng kinh ngạc. Tại Việt Nam, mức giá cho một số hoạt động chi tiêu đã được Travel Apart tính tại điểm đến thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Chính phủ Thụy Điển sắp trình Quốc hội dự luật gia nhập NATO Mỹ, Philippines tổ chức tập trận chung quy mô lớn. Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường viện trợ cho Ukraine. Phát hiện mới về hố đen. Hôm qua, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom cho biết chính phủ nước này sẽ trình lên quốc hội dự luật về việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tháng 3 tới. Theo Ngoại trưởng Bill Trump, thời gian mà Thụy Điển có thể được NATO tiếp nhận hiện vẫn đang phụ thuộc vào quyết định của các nước thành viên liên minh quân sự này, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Năm 2022, Thụy Điển và Phần Lan cùng xin gia nhập NATO, nhưng quy trình gia nhập hiện đang bị trì hoãn. Đơn xin gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển cần phải được tất cả các thành viên NATO hiện tại phê chuẩn, song Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đến nay vẫn chưa thông qua. Ankara muốn Stockholm có quan điểm cứng rắn hơn với lực lượng công nhân người quốc PKK mà Ankara liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, Quốc hội Hungary chưa thảo luận về việc chấp thuận tiếp nhận các nước Bắc Âu. Hồi tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phát đi tín hiệu rằng Ankara có thể nhất trí để Phần Lan gia nhập NATO trước Thụy Điển. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Stockholm sau vụ một chính trị gia cánh hữu đốt bản sao kinh Koran trong cuộc biểu tình diễn ra gần Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Ngày 15 tháng 2, chỉ huy quân đội Philippines Romeo Browner cho biết, nước này và Mỹ trong năm nay sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất kể từ năm 2015. Đây là hoạt động nhằm tăng cường quan hệ Philippines với Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos. Phát biểu với báo giới, ông Browner thông báo cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan sẽ được tiến hành vào quý 2 năm 2023 với số binh sĩ tham gia đông hơn so với con số 8.900 binh sĩ của năm ngoái. Ông Browner nêu rõ, mọi khoa bộ huấn luyện mà hai bên sẽ thực hiện là nhằm hoàn thiện kỹ năng đối phó với tất cả các loại mối đe dọa có thể phải đối mặt trong tương lai, bao gồm cả các mối đe dọa nhân tạo và mối đe dọa tự nhiên. Theo người đứng đầu quân đội Philippines, cuộc tập trận sẽ có nhiều hoạt động, không chỉ tập trung vào phát triển kỹ năng chiến đấu của cả hai lực lượng vũ trang mà còn về các vai trò phi truyền thống khác như hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder, viết trên trang Twitter rằng Washington sẽ tăng cường các nỗ lực với đồng minh Philippines để nâng cao khả năng phòng thủ của quân đội nước này. Hôm qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 5,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để hỗ trợ người dân tại Ukraine, cũng như hàng triệu người phải ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết khoản tiền 5,6 tỷ đô la Mỹ vận động nói trên sẽ cho phép các nhân viên viện trợ nhân đạo tiếp cận 15,3 triệu người có nhu cầu cấp thiết nhất ở Ukraine trong năm nay khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong số đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ hơn 4 triệu người tị nạn Urena sơ tán tại 10 nước Đông Âu. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, kể từ khi xảy ra xung đột tại Urena cách đây gần một năm, đã có gần 6 triệu người Ukraine phải sơ tán trong nước và hơn 4,8 triệu người tị nạn ở nước ngoài, với chủ yếu là trẻ em và phụ nữ. Các tổ chức nhân đạo ở Urena cho biết, đã nỗ lực tiếp cận người dân trên khắp mọi miền đất nước và cung cấp viện trợ cho gần 16 triệu người trong năm 2022. Giải mã vũ trụ rộng lớn và đặc biệt là những bí ẩn xung quanh hố đen luôn là điều mà nhiều nhà khoa học trên thế giới muốn chinh phục. Mới đây, một công trình nghiên cứu của 17 nhà thiên văn học ở chính quốc gia đã hé mở thêm về hố đen. Nghiên cứu tiết lộ rằng hố đen có thể mang nguồn năng lượng tối và là nguyên nhân thúc đẩy vũ trụ giãn nở. Nghiên cứu do Đại học Hawaii Mỹ dẫn đầu, theo nhóm nghiên cứu, năng lượng tối được tạo ra và tồn tại bên trong các hố đen vốn hình thành khi các ngôi sao chết đi. Họ so sánh khối lượng hố đen trong các thiên hà trẻ, nơi ngôi sao vẫn đang hình thành, với khối lượng hố đen trong các thiên hà khổng lồ không hoạt động, nơi không còn ngôi sao nào được sinh ra. Từ đó, các nhà khoa học phát hiện các hố đen trong các thiên hà không hoạt động có khối lượng gấp 7-20 lần so với dự kiến, và đây chính là quá trình hình thành hố đen. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm lại những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!